Rất nhiều bạn rất là muốn là sang Úc du học, tuy nhiên thì các bạn thường lo lắng là rằng là liệu mình không có bằng cấp tiếng Anh thì vậy có đi du học Úc được hay không? Thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là việc chưa có bằng tiếng Anh thì các bạn cũng vẫn có thể làm hồ sơ đi du học Úc. Và cái việc không có bằng tiếng Anh này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hồ sơ du học Úc của bạn nhé. Về trình độ tiếng Anh thì không còn là trở ngại nếu như bạn thực hiện ước mơ du học Úc của mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là hiện nay thì có rất là nhiều bạn đã chọn sang Úc để du học chương trình tiếng Anh từ cái chương trình cơ bản và không bắt buộc là bạn phải có IELTS tối thiểu ban đầu như là trước đây nữa. Thông thường thì khi đi du học thì không chỉ riêng về Úc mà tất cả các trường thì đều yêu cầu bạn là đều phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc là TOEFL. Thì tại Úc thì các trường ở Úc thì đều nhận hai cái chứng chỉ này nhé các bạn. Nên là bạn nào mà đang có TOEFL hoặc đang có IELTS thì các bạn cứ mạnh dạn mà nộp hồ sơ, không có lo rằng là liệu cái bằng của mình thì các trường Úc có được nhận hay không. Tuy nhiên đối với những bạn chưa có bằng cấp tiếng Anh thì như thế nào? Thì các bạn yên tâm, các bạn sẽ được làm một cái bài test kiểm tra cái trình độ đầu vào. Thông thường thì đối với những cái bậc đại học thì yêu cầu trình độ tiếng Anh sẽ từ là 6 chấm cho đến 6.5 tùy theo chương trình học. Và yêu cầu này thì sẽ cao hơn đối với chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Đối với những cái trường mà thuộc nhóm xét visa ưu tiên thì cũng sẽ không yêu cầu sinh viên là phải đáp ứng được cái chứng chỉ IELTS trước khi mà xin visa. Chỉ cần làm cái bài test kiểm tra của trường và để xác định cái trình độ của bạn là ở cái mức độ nào, sau đó bạn sẽ được qua Úc học tiếng Anh trước khi mà bạn vào khóa chính. Tuy nhiên thì những cái trường ưu tiên này còn tùy từng trường nha các bạn. Có những trường thì người ta cũng sẽ yêu cầu bạn có cái mức IELTS tối thiểu là bao nhiêu đó. Nên là chính xác cái trường mà bạn chọn là có yêu cầu hay không thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi là hỗ trợ giúp bạn cái khâu này được. Về cái thời gian học tiếng Anh ở bên Úc thì ra sao? Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái bài test kiểm tra của học sinh. Thì học sinh trung học phổ thông thì sẽ không cần cái chứng chỉ IELTS, mà khi mà sang Úc học thì nhà trường sẽ có cái chương trình dạy tiếng Anh tùy thuộc vào cái trình độ. Và đặc biệt hơn nữa thì lúc này thì sinh viên có học ở các trường phổ thông công lập thì học phí của khóa tiếng Anh thì là hoàn toàn miễn phí. Nếu mà bạn đang thắc mắc rằng là nếu mà bạn đăng ký qua Úc và học tiếng Anh thì bạn sẽ học ở đâu, thì cái này là còn tùy thuộc vào bạn lựa chọn. Có hai thứ. Thứ nhất đó là bạn có thể làm học tiếng Anh tại ngay ngôi trường mà mình chọn học khóa chính luôn. Sau khi học trong chương trình tiếng Anh thì bạn sẽ học lên cái chương trình khóa chính. Tuy nhiên thì khóa tiếng Anh này có thể là sẽ kéo dài hơn so với bạn học tiếng Anh tại những cái trung tâm và chi phí có thể là nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà không muốn chọn học những cái khóa tiếng Anh mà tại cái trường mình đã chọn học khóa chính thì bạn có thể là chọn học những cái khóa tiếng Anh ngay tại những cái trung tâm mà liên kết với cái trường đó. Thì ở những trung tâm này nó có cái ưu điểm cái là sao? Nghĩa là học phí ở những trung tâm này thì nó sẽ mềm hơn và có thể là thời gian học của bạn cũng sẽ ngắn hơn. Và một ưu điểm khác nữa là những cái trường, những cái trung tâm Anh ngữ này thì liên kết với rất là nhiều những cái trường cao đẳng đại học, nên là các bạn du học sinh có thể là linh hoạt hơn trong cái việc là đưa ra những quyết định cuối cùng trong vấn đề là chọn trường thích hợp với cái tài chính cũng như là cái sở thích của mình. Và nên là những cái bạn nào mà chưa có bằng cấp tiếng Anh hay đang lo ngại là trình độ tiếng Anh của mình thấp quá thì các bạn cũng cứ mạnh dạn đăng ký làm hồ sơ đi du học Úc của mình nhé. Đừng có để những cái khó khăn, những cái cản trở về tiếng Anh ngăn cản cái ước mơ du học Úc của bạn. Và nếu như mà bạn chưa biết là mình đang chọn trường nào, thủ tục hồ sơ ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.